Hello anh em nhá. Thì tình cờ mình đang làm cái clip bắt cua cho năm bài thì mình gặp mấy thanh niên này, nó chơi lầy, nó chơi chia cho nhau ở cái lỗ này. Thế là mình nảy ra một ý tưởng, đấy là thay vì mình sẽ cho bọn nó thì mình sẽ chui vào mình núp ké bọn này. Nó như vậy là bọn nó làm zombie hết rồi, như vậy là núp ké bất thành. Đấy, mấy cả trưởng đang định núp ké rồi mấy thanh niên này chết hết rồi còn đâu. Ui là nó cứ đứng ở đấy thì sao mà dám vào, thôi bắt cua đó đi để xem thử là bán sau bọn này bọn nó có chơi lầy chơi để bọn nó che cho nhau nữa thì mình sẽ chui vào mình núp ké. Bây giờ thì mình cứ lên trên đây thôi. Dạo này là mình gặp nhiều thằng kiểu chơi lầy lắm anh em ạ, là nó cứ vào nó chơi nó che cho nhau kiểu như bạn bè cùng với nhau anh em, chơi ở cùng quán nét là buồn buồn là rắn là ba bốn đứa là rủ nhau chui vào lỗ che cho nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ ở trên đây bắt cua thôi. Rồi thằng Tơ nó đuổi mình rồi. Đấy. Con nên nhấn hero bắt cua cho nó an, con mẹ nó toàn ông ta thôi. Nhấn hero bắt cua cho nó an toàn. Tại vì mình không có giáp anh em, yếu đuối lắm. Nó chỉ cào nhẹ một cái thôi là cũng ngửm rồi. À mày ngon thì mày nhà nhà vô đây mày kiếm cơm nào, chạy à. Chạy. À cái thằng này nó định chơi cái kiểu đấy là Dương Đông Kích Tây, giả bộ chạy để cho mình đuổi theo rồi để cho à, thằng này khôn đấy. Thằng đấy bạn khôn đấy bạn ạ nhá. Quê ở đâu mà khôn thế bạn. Mày ui giời con này trâu thế nhỉ. Mày mất 4k máu rồi, mày yếu đuối chưa con. Sao đấy mày bắt bài tao thì tao lại chạy. Nhiều thằng bắt cua cứng thế gì anh em nhỉ. Cái thằng quý zombie đỏ kia nó khôn thế nhỉ. À, còn có K5 máu à. Vãi cả nồi. Cái thằng quý đỏ kia, zombie đỏ kia nó khôn quá. Mình cứ dần chém nó mấy lần mà không chém được anh em ạ. Rồi xem thử là ván này mấy bố của chúng ta có chơi lầy không. Nếu mà chơi lầy thì mình sẽ chui vào mình núp ké. À có luôn này. Được rồi. Bây giờ mình sẽ chui vào mình núp ké cùng các bạn nhé. Các bạn hãy cho mình núp ké thôi nhé. Ơi cho mình núp ké với bạn ơi. Cho em núp ké với. Yeah. Ok. Như vậy là mình đã được chui vào để núp ké cùng mấy thanh niên này rồi. Đấy còn gì tuyệt vời hơn. Khi mà không cần đồng đội mà bạn vẫn được núp ké. Đấy bây giờ thì cứ ngồi im ở trong đây và chờ làm hero thôi. Như vậy là thanh niên này cũng núp ké hả bạn. Vâng như vậy là anh em có thể thấy một bầy các thanh niên đang núp ké. Như vậy là một cái lỗ bốn thằng núp. Ui. Em cũng xin quỳ. Hình như có một vài thằng nhận ra mình cứ tưởng mình là Osusu anh em ạ. Anh em có thể thấy một cái lỗ bốn thằng núp zombie nó mà vào nó cào cho thì cứ phải gọi là sấp mắt lờ. Nhìn vui quá chị, lâu lâu mới gặp được cái trường hợp vui như thế này đấy anh em ạ. Mấy thằng kia chơi điếm kìa. Cái này người ta gọi là chơi điếm tập thể anh em ạ. Thằng kia chơi điếm con cá. Đấy, anh em có thể thấy trốn tập thể như này rất chi là vui. Anh em nào mà có bạn bè chơi cùng quán nét với nhau thì nên thử trò này nhá. Khá là vui, gây ức chế cho zombie cực luôn. Thằng nào lại còn quăng choáng bóp trái đồng đội thế này. Thêm nó cả trưởng. Đấy giờ là không may mà không thằng nào nó biết bung á. Nó mà biết nó bung ở đây nó chém cho thì chết hết bốn thằng. Rồi như vậy là bốn thằng mình win rồi. Rồi cứ ngồi đây và chờ. Ui cái mệt. Ui mình quăng chết thằng nào. Ui may quá, mình tưởng mình quăng chết cái thằng che cho mình chứ. Tưởng đâu quăng chết cái thằng che cho mình là thôi sấp mặt lờ ngay. Rồi, chỉ bị tinh thần win thôi anh em ơi. Bạn kia bạn cứ cố gắng làm gì thì bạn có chui vào được đâu mà cứ chui vào làm gì. Rồi, win, quá tuyệt vời. Rồi, ván sau bốn anh em mình lại núp với nhau tiếp nhá. Khá là vui. Rồi, vậy là có một vài thằng nhận ra mình là Osusu rồi. Bây giờ mình xem thử là có thằng nào chơi lầy không. Mình sẽ chui vào mình núp ké.
cái lỗ này đông quá nhỉ. Cho bọn nó tập trung thôi kệ. Chúng ta cứ tính mình ham vui mà anh em. Mình cứ thấy là mình chui vào mình núp ké thôi. Đây anh em có thể chịu. Một cái lỗ mấy thằng đấy, năm thằng không? Một cái lỗ năm thằng chui vào chơi này đấy. Bây giờ nó lại tiếp thêm nhiên liệu. Đấy anh em thấy không? Anh em nhìn đông vui không? Đây là gặp game team chơi lầy luôn. Tự nhiên thì mình lạc vào một cái động chơi lầy anh em ạ. Nhưng mà là cái thằng đứng ở bên ngoài là đã hy sinh cho đồng đội rồi. Cái thằng đây này anh em, cái thằng DD Hom này này, chỉ cần thằng Tơ nó vào nó trưởng cho một phát là chết liền. Cái lỗ thì bé bằng lỗ mũi, năm thằng chui vào chơi lầy. bây giờ mình chỉ cần một thằng thôi là bọn này sấp mặt hết rồi. Như vậy là bốn thằng này đã diệt trừ cái thằng kia rồi. Thằng kia che ngu VL. À bác cả trưởng, cái thằng bị diệt kia che ngu đấy. Hài với liệm nó mấy cái bố này. Đấy anh em có thể thấy nó chửi thằng kia ngu kìa. Ôi, chỗ mình trời bắt đầu đổ mưa rồi anh em ạ. À. Hải bên là nhìn cái bố hủy diệt cái bố cái che. Ui có thằng heo rồi, rồi hay quá. Ok, tiếp tục thôi nhá các bạn ơi. Thì bây giờ mình phải đi sang phòng khác rồi. Thì ở phòng này coi thử là không biết là có thằng gì nào chơi lầy không. Nếu như mà có thằng gì nào chơi lầy thì mình sẽ chui vào mình núp ké. Còn nếu không có thì mình sẽ bắt cua tự tử để cho zombie. Và mình công nhận là mấy thanh niên ở cái phòng kia lầy thật. Mình nghi là mấy thanh niên đấy chắc chơi cùng nét với nhau. Một cái lỗ có bé tí mà tận 5 thằng nó chui vào nó che cho nhau thì mình cũng quỳ. Công nhận lâu lâu gặp mấy thanh niên lầy như vậy thấy vui phết anh em ạ. Ui hên bách cả trưởng. Mãi chém gió với anh em, xem nữa là bị có mấy con y tá ở trên đấy nó luộc cho một bữa rồi. Nó luộc lên, nó nhậu, nó chấm nước mắm rồi. Thôi chạy vào nhà cho nó làm. Anh ủy tiền đừng thấy em nhá. Rồi như vậy là mình đã bị cái thằng zombie đỏ, slip đỏ thấy rồi. À, thằng thủy thiệt nó cũng thấy luôn chứ. Anh đừng có để em phải nặng nhẹ với anh nhá. Em mà vác súng TMB của em ra, em sấy anh thì anh cứ phải khóc bằng tiếng mán nhá. Rồi, cuối cùng cũng được làm hero. Thôi nhấn hero cho nó an toàn đi. Này bị hổ báo cáo trộn này. Tao xúc cả mày luôn đấy anh em thấy không? Mình lạng qua trái, mình lạng qua phải xong mình giết chết con cương thi một cắt rất chi là y con mẹ nó gì. Thôi tơ tới rồi. Té đi chỗ khác gấp chứ ở cái địa bàn này tơ nó giết ngay. Ai con y tá nó trâu thế nhỉ? Con y tá đấy 7k máu, ui mình con y tá đấy chắc phải 9k máu, mình chém nó 7k máu rồi mà nó chưa chết thì nó phải còn 9k máu. Biết vậy mình cứ ở trên đấy mẹ ra rồi, tự nhiên nhảy xuống làm cái mợ gì không biết. Thế là để cho bọn nó thập điện mai phục, chém mình sấp mặt lờ. Đấy, phòng này nhiều Athena thế nhỉ? Chắc mấy thân niên này nghĩ là trong chế độ zombie cũng có thể sử dụng mẹo liên thăng, cho nên sắp nhân vật VIP vào. Thế là chưa được cái bắt cua tự tử nào nhỉ. Bây giờ mình sẽ nhảy cho nó mất máu dần dần đi. Thôi được bạn, hình như Ngọc Trinh giảm thiệt hại hả anh em? Sao nhảy ở cái độ cao như vậy mà không mất máu vậy? Thôi nếu như vậy mà không mất máu thì thôi mình sẽ bắt cua vui vui đi. Cái phòng này nhiều 6 đồng VIP thế nhỉ. Có bạn nào tốt bụng đổi cho mình khẩu 6 đồng VIP không nào? Đấy, thằng chủ chơi cầm team đi mà ngáo. Bạn cứ yên tâm là có mình ở trên đây rồi mà việc gì bạn phải cất 6 lòng đi xong bạn sắt cận chiến bạn chạy làm cái gì cho nó chém chết nhỉ. Khổ thật thằng bé nhà tôi. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay na đang bỏ nhà ra đi. Có con y tá kìa, bắn nó đi bạn. Đừng để nó luộc anh em mình nhá. Nó mà luộc anh em mình thì hơi bị phí đấy. Mình cảm thấy đứng ở đây với các bạn BZ này nguy hiểm quá. Mình sẽ té đi chỗ khác đây. Ôi, chị ơi, bình tĩnh nha. Chị mới hồi sinh mà nặng nhẹ gì thì chị cũng phải từ từ giải quyết chứ. Ui, đá lên tới đây rồi, đấy lên làm sao được.
Bộ bạn không biết là phía sau của mình là cả một cái thế lực thú tâm ở trên đây à? Đâu phải muốn cào mình là dễ đâu bạn. Bạn phải vượt qua rất nhiều thử thách. 7749 kiếp nạn thì bạn mới có thể tu thần chấn quả được. Đấy, bạn lên đấy thì mình lại nhảy xuống đây. Bạn tưởng có mình bạn làm y tá mà bạn biết bắt cua mà mình không biết bắt cua à? Đấy, mình cứ bắn vài viên xong mình lại chạy, mình lại nhảy để gây ức chế cho zombie. À, thằng kia này hút sinh tố à bạn. Ui ơi, từ từ nào, từ từ bình tĩnh nào, có gì đâu mà căng thẳng. Đấy, nhảy xuống đây nào, nhảy xuống. Đấy, bạn nhảy xuống mình nhảy lên. Làm gì nhau. Nào, đây này, nhảy xuống đây, nào nhảy xuống đây. Đấy, bạn nhảy xuống mình nhảy lên. Ui, định mạng thế đất nào nó bắt được bài của mình rồi anh em ạ. Còn không giây. Rồi thôi, bye bye tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau, bye bye.